nay mỹ phẩm Victory sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt hàng thật hàng giả của phấn Apri Skin. Mà theo tìm hiểu của mình thì hiện tại trên thị trường có khá nhiều shop bán Apri hàng fake. Và để tránh cho các bạn bị mất tiền oan nên các bạn hãy cùng với mình xem sự khác biệt giữa hàng thật hàng giả của Apri Skin nhé. Trên tay của mình cầm hai hộp phấn. Đây là phấn hàng giả, đây là phấn nước hàng thật. Xét về ngoại hình của hộp thì theo mình thấy là giống nhau đến 99,9%. Mắt thường rất là khó phân biệt được. Thậm chí cả cái tem của nó cũng rất là giống. Nếu như bạn không cầm hàng thật và hàng giả hai bên trên tay đây thì mình chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào phân biệt được. Nếu mà chỉ có hàng thật không, bạn sẽ không thể nhớ được. Nên cái vỏ hộp này mình nghĩ sẽ không là đặc điểm để giúp mình phân biệt hàng giả. Trên đây mình là hai hộp phấn, đây là phấn hàng giả và đây là hàng thật. Nhìn về ngoại hình thì hầu như là không có gì là khác nhau nhiều cả. Nhưng nếu các bạn để ý kỹ thì sẽ có những đặc điểm khác biệt sau đây. Thứ nhất, ở tại cái lẫy của hộp phấn thì hàng thật nó có hai cái lỗ ở đây. Nhưng hàng giả thì không có cái lỗ, hai lỗ nào cả. Đặc điểm thứ hai là ở dưới đáy hộp phấn. Các bạn nhìn này, cái hàng thật thì màu sắc của giấy đậm hơn, còn hàng giả thì màu sắc này nhạt hơn. Đặc điểm quan trọng nữa này, của hầu hết các sản phẩm của mỹ phẩm Hàn Quốc, hàng thật thì họ dập cái tag hạn sử dụng hoặc là ngày sản xuất theo một cái cỡ chữ và cái nét chữ rất là đậm, rõ nét, và nét chữ, cái cỡ chữ thường là hơi vuông một chút. Nhưng hàng giả thì nét chữ liền, nó liền và hơi nghiêng, và cỡ chữ là hơi to hơn một hàng thật một chút. Thì bên trong hộp phấn của Apri Skin thì bông hàng thật thì nó mềm hơn, còn hàng giả thì cảm giác là hơi cứng. Đặc biệt là cái gương kính của hàng giả ấy, cảm giác cạnh rất sắc. Nhưng hàng thật nó có giấy bao phủ bảo vệ mặt gương, và họ đặt trong cái lẫy của nó, nó rất an toàn cái gương của nó. Một đặc điểm rất là quan trọng nữa, nó chính là chất của phấn. Như mình đã kiểm tra hộp phấn hàng giả này rồi, cái chất phấn của nó rất là lỏng, và màu sắc của nó không được tự nhiên, nó trắng bạch. Cộng với là khi mà mình xoa lên trên tay ấy, thì nó cảm giác như là một lớp bột phấn rôm ấy, nó không được mịn và độ che phủ của nó không được cao. Cảm giác nó cứ ẩm ẩm và nhờn nhờn. Nhưng hàng thật thì những bạn nào dùng rồi các bạn sẽ thấy, thứ nhất cái màu phấn hầu rất là tự nhiên, cộng với cái chất phấn độ che phủ rất là tốt, cảm giác không bị nhờn mặt mà độ ẩm rất là mịn, rất là vừa phải. Nên có rất nhiều shop bán hàng giả với giá tiền của hàng thật, nên mình khuyên các bạn là gì, hãy tìm một cái địa chỉ mua sắm mỹ phẩm thật là tin tưởng, để tránh trường hợp vừa mất tiền oan mà lại còn hại da của mình. Nên là mình mong các bạn là trước khi mua hàng hãy tìm hiểu kỹ. Ngoài ra cái phấn Apri Skin này còn ở shop mình còn sưu tập rất là nhiều sản phẩm hàng fake khác nữa. Và đây là những sản phẩm mà shop mình đã sưu tập được ở ngoài chợ sinh viên. Và ở những clip sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt hàng thật, hàng giả của những sản phẩm đang rất bán chạy trên thị trường. Giống ví dụ như là kem chống nắng của Innisfree, hoặc kem chống nắng của The Face Shop, hay như đến thỏi son đang rất là hot, đó là son bông rua, thì cũng đã có hàng fake, super fake, giống đến 99%. Các bạn hãy chú ý theo dõi ở phía sau nhé. Rất mong các bạn ủng hộ cho shop. Còn những bạn nào muốn học cách phân biệt hàng thật hàng giả thì mời các bạn đến với mỹ phẩm Victory tại địa chỉ 155 Mai Dịch Cầu Giấy. Thì chúng tôi sẽ ngoài vấn đề là soi da, phân tích da, tư vấn cho các bạn chăm sóc da, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt hàng thật hàng giả để các bạn tránh tình trạng các bạn bị mất tiền oan. Và các bạn hãy theo dõi ở cuối clip này
chúng tôi sẽ có những hình ảnh chi tiết hướng dẫn các bạn cách phân biệt hàng thật hàng giả và phấn nước Apiskin. Cảm ơn các bạn.